Sư cũng xin thông báo đến tất cả ở trong lớp. Thì cái lớp của sư hướng dẫn là chính thức là sư đảm trách cái môn thanh tịnh đạo này. Thì trưởng khoa Bali là ngài Hòa Thượng Bụi Chánh. Bởi vậy cũng có quý thầy cũng lên hỏi sư về cách mà để làm tiểu luận hay này nọ. Thì sư cũng nói là sẽ gọi cho Thượng Tọa Bụi Chánh tại trưởng khoa Bali. Thì cái môn này thì sư cũng xin chia sẻ đến tất cả sinh viên, vì sinh viên học từ xa, sư sẽ tạo điều kiện tối đa đúng theo quy trình của trường, nhưng mà có những cái theo cái khả năng của sư về cái môn học của sư này, sư hướng dẫn sẽ tạo điều kiện cho các sinh viên ở xa, ở Hà Nội, rồi cũng nghe một số nữa thì cũng ở tới Cà Mau luôn. Bây giờ ở Cà Mau với ở Hà Nội muốn đã đi vào để thi cử hay này nọ thì nó cũng rất là khó khăn. Thì sư sẽ tạo điều kiện hết mình, có những phần nào sư giải quyết được thì sư sẽ giải quyết theo quy tắc của nhà trường. Cho nên là sinh viên cứ việc yên tâm mà học, không cần phải bận tâm suy nghĩ nhiều, cũng đừng lo lắng nhiều. Vì một số thầy, một số sư cô ở miền Bắc thì khoảng cỡ 21-22 để thọ tỳ kheo đã đi lãnh chùa rồi, trụ trì một những ngôi chùa có vị thì trẻ 21-23 mà trụ trì tới 2-3 ngôi chùa luôn. Thì Phật sự rất là bận, bây giờ có cái tâm để muốn học từ xa thì riêng với Phước Toàn sẽ cố gắng để tạo điều kiện. Những cái nào mà để cần thiết theo quy tắc của nhà trường thì bắt buộc phải đi vào miền Nam thi cử hay là tài liệu để nộp những cái tiểu luận vân vân. Nhưng mà trước mắt là sư hiểu, thông cảm và sẽ tạo điều kiện. Đó là sư muốn chia sẻ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và tiếp theo đó là hạnh thứ bảy, hạnh không ăn hậu thời, khá lú bách gia, phách tí căng răng. Tức là khi đã dùng bữa rồi, không nhận ăn Phật thực cúng dường sau đó. Lời phát nguyện hạnh đầu đà như sau: A tí rít tá phô chá năng, bá tí khà mí, khá lú bách gia, phách tí căng răng. Cái từ A tí rít tá có nghĩa là dư tàn, phô chánh năng là vật thực. Bá tích khí bà mí có nghĩa là khước từ. Tôi xin khước từ tàn thực. Khá lú bách cha phát tích căng găng. Sá mà đi già mí có nghĩa là tôi xin thọ trì hạnh không ăn hậu thời. Ba cấp bậc cấp thượng không được ném bỏ thức ăn không vừa ý, trừ sát mía cấp trung được bẻ nhỏ. Ba cấp thượng khi đã chứng tỏ mình ăn vừa đủ thì không được nhận thêm thức ăn nữa. Cấp trung vẫn có thể ăn thêm sau khi đã thôi. Cấp hạ có thể tiếp tục ăn cho đến khi rời chỗ. Và cái hạnh không ăn đồ dư tàn thực ở đây thì khi mình đã nhận những cái thực phẩm vào ở trong bát để mình ăn rồi, mình không nên nhận thức ăn thêm nữa. Mà đa số á, bây giờ là chúng ta ăn bằng cái gì? Bằng cái chén đồ ăn thực phẩm để trên bàn rồi chúng ta ăn. Rồi khi mà ăn những cái thực phẩm này bằng chén thì chúng ta cũng không có tu theo cái pháp môn
khổ hạnh. Và muốn tu cái pháp môn khổ hạnh này thì có những cái điều rất là khó khăn, cũng bị nói ra nói vào rất là nhiều. Ở đây thí dụ như một vị thầy, một sư cô nào trong một cái hội chúng, bình thường các thầy, các sư cô ăn bằng chén, bằng bát. Một cái ngày nọ xuất hiện ôm một cái bình bát để ngồi để ăn những cái thực phẩm để trong bát mình ăn, những thực phẩm dư tàn mình không ăn. Thì trong khi đó có một số anh em huynh đệ, họ khởi lên tâm quan hỷ, sa thú quan hỷ. Nhưng mà có một số thì không quan hỷ. Có một số thì nói rằng là cái người này thu thúc cò. Ở đây chúng ta hiểu được cái từ thu thúc cò không? Thu thúc cò ở đây là ví dụ như một cái con cò, nó thu thúc lại, nó đứng một cái chân ở dưới một cái bờ ao, nó gục xuống giống như buồn ngủ vậy đó. Thì con cá mà chỉ cần nó quợn, nó khởi đầu lên là con cò này sao? Nó mỏ sao? Thập. Đó. Cho nên một cái từ ngữ mà nói nó móc với nhau gọi là thu thúc cò. Thu thúc cò. Cái từ này cũng đặc biệt lắm. Nó cũng đồng nghĩa là cái những cái từ ngữ mà nói biến là gì? Giống như đạo đức giả, Bồ Tát hứng. Bồ Tát hứng, biết Bồ Tát hứng không? Chắc cái từ đó dễ hiểu hơn đúng không? Hứng làm gì là cứ việc làm, không hứng thôi. Giống như ngày hôm nay hứng tu hạnh đầu đà, rồi vài ngày sau á là tu hạnh đầu gà. Biết đầu đà với đầu gà không? Cũng là cái từ đó gì cũng nó móc. Cái đầu đà là cái hạnh nó tu á là tốt đẹp, tu mà đưa đến sự an lạc. Mà tu hạnh đầu gà là cũng cái từ ngầm của nó gì là dễ vui. Mà tu đầu gà thì nhiều hơn là đầu đà. Là những cái từ ngữ mà đó mai móc như nhau. Và khi mình lúc cái thời gian đầu á, mình tập, mình đến ngồi mình ăn á, là có những cái lời nó móc họng, mình phải sao? Phải kham nhẫn. Nếu mà mình không kham nhẫn, mình sẽ không vượt qua. Mình sẽ bỏ cái hạnh tu khổ hạnh này. Để sống ở trong chùa đâu phải người nào á là đều là Phật hết đâu. Ví dụ như đây là ông Nguyễn Quang Nga cạo đầu trở thành Phật đúng không? Có đúng không? Không, cũng là chị Nguyễn Quang Nga rồi. Nhưng mà mỗi lần á mình muốn chửi người ta, mình muốn nói nặng người ta là làm ơn dò cái đầu lại. À, biết mình gì? Tu sĩ. Mình là sa môn. Vì mình nói nặng, nói nhẹ, làm cho chúng sanh nó đau khổ. Thôi mình tu rồi, mình dò cái đầu mình lại, tha thứ nó. Còn nếu mà có tóc là chơi tới rồi, còn bây giờ tóc không còn rồi. À, dò lên, biết mình là tu sĩ. Chứ đâu phải là mình cạo đầu mình thành Phật đâu. Bởi vậy khi mình tu á, là có những vị họ nói nặng, nói nhẹ. Vào thời Đức Phật thôi, ngày Xá Lợi Phất, có một cái vị sư trẻ ganh tị với ngài Xá Lợi Phất. Thế ngài Xá Lợi Phất được mọi người kính trọng, chư tăng ni Phật tử, và được Đức Phật ngài tán thán ở trong hội chúng. Ngài Xá Lợi Phất là một vị đệ nhất trí tuệ. Có một cái vị sư ở trong chùa, thì ngài Xá Lợi Phất ngài mặc y á mà quắc lên cho chúng cái vị đó. Thì cái vị này mới đi lên bạch với Đức Phật, với chư tăng là ngài Xá Lợi Phất đánh mình. Thì các vị mà thánh tăng biết rằng là ngài Xá Lợi Phất là một vị thánh rồi, mà không thể nào mà đấm đá được nhau được hết. Vì cái giới hạnh của vị này hoàn toàn trong sạch về thân và khẩu và ý. Nhưng mà Đức Phật ngài sao? Ngài cũng hợp tăng chúng lại. Rồi hỏi ngài Xá Lợi Phất có đánh cái vị tỳ kheo này chăng? Thì ngài Xá Lợi Phất trả lời rằng là cũng không nói có, cũng không nói không. Đối với một cái vị đã giải thoát giác ngộ rồi thì cái thân này nó cũng giống như là đất vậy đó. Ai quăng những mà cái thực phẩm
mà dơ nhớp đất cũng bình thường. Ai quăng những cái thực phẩm mà thơm thì đất cũng thản nhiên. Thì lúc này quý vị khởi lên cái tâm sợ sệt những cái tội lỗi, mới quỳ xuống sám hối với Ngài Xá Lợi Phất ở trong tăng chúng. Vào thời Đức Phật là đã có những cái gì hiềm khích với nhau, ganh tị với nhau rồi. Nên thời nay mà các thầy, các sư cô á, mà bị người khác mà ganh tị mà nói xấu nhau là gì? Chuyện bình thường. Nên không có gì mà lạ hết á. Nên ở đây quý vị Phật tử mà đi vô chùa á, gặp vị thầy, vị trụ trì này á, thì có số thì thích, còn số thì không. Nói vị trụ trì này á, giỏi, có người đó, vị trụ trì này dở, không biết lãnh đạo. Thì có, ở trong thiền viện Phước Sơn á, thì có một cái sự kiện này, hồi xưa cũng lấy một cái bài học kinh nghiệm. Sư có một ông sư đại của sư cũng khùng khùng điên điên á, man man. Và trong chùa á, đa số ai cũng biết ông bị tửng vậy đó. Thì có một cái cô Phật tử, năm nay cũng phải là 50 mấy tuổi, 60 vậy đó, cũng lớn tuổi rồi. Đi vào chùa, gặp mấy sư sư cô là chửi hết. Chỉ coi cái vị sư đại của sư là vị thánh tăng vậy đó. Có cả chủ trì chửi luôn. Đó vậy đó. Mà chỉ cần cái vị đó nói là tu hành phải giống như sư đại của sư vậy, mới tu đúng chánh pháp, còn mấy người kia tu tà pháp hết. Tại sao? Tại vì cái cô Phật tử này có duyên với ông sư đại, đúng không? Bây giờ có duyên với ông sư đại là thôi, số 1. Ví dụ như ở đây bây giờ các thầy, các sư cô ở đây, rồi bây giờ Phước Toàn đi, nói nặng, nói nhẹ cái vị thầy này, vị sư này, một có một cái số Phật tử là dùng cái từ mà là gì, có duyên, mà thế gian nó dùng cái từ là gì, âm binh, à, thầy pháp nào âm binh đó, mà trong Phật á, thì có duyên. Ví dụ một số một Phật tử mà có duyên với cái thầy này, sư cô này á, là bức xúc, là chửi Phước Toàn liền, đúng như đúng cái sư phụ của họ, rồi nói qua nói lại. Nên cái Đức Phật Ngài nói một câu á, này các tỳ kheo, ta chưa thấy ở trên thế gian này có một cái chúng sanh nào á, nó chưa bị người ta nói xấu. Cho nên là nói xấu là bình thường. Cho nên học viên, sinh viên mình ở đây á, cứ việc ai nói xấu mình thấy sao? Bình thường. Rồi bây giờ mình đi học, đâu phải là trong chùa mình đi học là được mọi người ta tán thán đâu. Bây giờ các ông sư đệ mình, ông sư huynh đi vào chùa, trình độ lớp 1 trên 12, giờ đi học học không nổi, hàng ngày phải quét cát lao động, thấy ông sư đệ đi học về Phật tử thương quan tâm này nọ, giờ cái máu sao? Máu gì? Máu cô hồn, máu ganh tị nó cỡ lên rồi đó. Đâu phải là mình làm tốt người ta quan hỷ hết đâu. Với cuộc đời thế gian này là bình thường. Mà chính cái chỗ đó, nếu như các thầy, các sư cô và học viên ở đây mà tu được cái pháp môn này á, ai nói thì mặc kệ, mình tu được cái gì mình mừng cái đó. Giống như sư tu được một ngày, sư ôm mình bác đi khắc thực, sư thấy người sư hạnh phúc. Rồi ai muốn chửi, muốn nói sư là Bồ Tát hứng hay là thu thúc cò, là cái chuyện đó là chuyện của thiên hạ. Nhưng mà sư thấy là sao? Lúc đó là trong một thời gian phải một tiếng đồng hồ hay là một tiếng rưỡi đồng hồ, sư đã thức tỉnh được. Và sư chi ăn Đức Phật là cái Phật Pháp này nó rất là hay. Con được nếm được một chút gì đó của hương vị Phật Pháp trong vòng một tiếng đồng hồ đó. Còn cái chuyện mà thiên hạ mà nói nó này nó nọ nó kia được, biết được sao? Nó bình thường. Nên yên tâm, nên không có gì hết. Cố gắng được, làm được cái chuyện thiện, chuyện phước, phước báo là mình cố gắng mình làm. Rồi ai nói mình Bồ Tát hứng thì mình cũng mô Phật. Ai khen mình cũng mô Phật luôn cho nó khỏe. Mình chạy theo những lời khen tiếng chơi, mình khổ lắm. Mình tu ở đây chút xíu là tự nhiên là mình buông bỏ, mình an lạc. Rồi cái hạnh thứ 8 là hạnh ở rừng. Từ tiếng Bali gọi là Aran Nhí Cần Rá. Cách phát nguyện là Gamante Sana Sanang Batikami. Gamanta từ tiếng Bali là Gama là làng. Sane Sanang có nghĩa là cư ngụ. Batikami có nghĩa là khước từ.
tôi xin khước từ cư ngụ ở làng. Aranyikan Samadhiyami có nghĩa là tôi xin thọ trì hạnh ở trong rừng. Thì phần chi tiết hơn là có ba cấp bậc. Cấp thượng, người này phải luôn luôn trở về rừng vào lúc bình minh. Cấp trung, có thể cư trú tại một khu làng 4 tháng mùa mưa. Cấp hạ, có thể ở trong làng luôn cả mùa đông. Thì cái hạnh ở trong rừng ở đây á, là nếu như mà các sinh viên chúng ta nghiên cứu vào ở trong bài kinh Trung Bộ Kinh, kinh khu rừng á, thì mình thấy ở trong rừng không phải dễ. Nếu như một cái vị hành giả nào cái tánh mình nặng về tham, và tham đây nó có ba loại, là gọi là tham ái, sắc ái, vô sắc ái. Sắc ái, vô sắc ái tức là tham về thiền sắc giới và thiền vô sắc giới. Mà tham ái, mà nói chính xác từ ngữ là tham dục, là mình thích thú về cái ngũ trần sắc tinh hương vị xúc. Và đặc biệt là thích gì gì? Thích gì sắc. Nữ thì thích cái sắc của người nam, nam thì thích cái sắc của người nữ. Và trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật Ngài dạy, đối với sắc tinh hương vị xúc của người nữ thì nó hút rất là mạnh sắc tinh hương vị xúc của người nam. Mà sắc tinh hương vị xúc của người nam hút rất là mạnh của sắc tinh hương vị xúc của người nữ. Bây giờ một cái người mà nó tham ái, tham dục, giờ dính mắt với người yêu, dính mắt với vợ, dính mắt với những người con gái đẹp, thì đi vào trong rừng tu á, mà cái tâm gì nó sợ sệt. Chỉ cần mà ở trong rừng, chỉ cần một cái nhánh cây khô mà nó rớt xuống là làm cho cái tâm mình chúng ta sao nó hoảng sợ. Bây giờ thí dụ ở đây, quý vị sinh viên, cư sĩ, xin nhìn mặt chút xíu, những cái khuôn mặt của quý sinh viên Phật tử. Bây giờ quý vị ở đây, đây những cái khuôn mặt rất là đẹp trai, khuôn mặt ở đây cũng là rất là xinh gái. Bây giờ thí dụ như mình vào ở trong rừng mình ngồi mình tu, bây giờ tự nhiên mình thấy cái khuôn mặt của mình này nọ đẹp, bắt đầu mình dính mắt cái thân xác của mình. Chồng mình rất là đẹp trai dễ thương, đang chờ ở nhà. Bây giờ mình nhớ đến chồng của mình tu nổi không? Và khi mình ngồi xuống á, nó bình thường nha, hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta nói năng này nọ. Khi quý vị nào mà tu thiền định mà ngồi xuống, những cái chuyện quá khứ này nọ nó chạo hối về. Lúc đó vừa ngồi thiền vào, cái nhớ lúc mình 18 tuổi, lúc đó chồng của mình là một cái chàng trai phong độ đẹp trai, ông leo gào vào bức một cái bông hồng tặng cho mình. Lúc đó mình ngồi lại, bình thường thì mình không có nhớ. Tại sao mình không nhớ? Tại hàng ngày mình phải đi làm công việc, vừa về tới nhà là lo quét dọn dẹp, lo chăm sóc cho con cái này nọ. Mình làm sao có cái tư tưởng mà suy nghĩ mà lúc mà cái quá khứ mà chồng mình nó như vậy. Cái một cái điều kiện rất là khó để cái tâm nó chạo hối, nó khởi lên được. Nhưng mà khi mà vào trong rừng rồi á, bắt đầu nó sẽ hiện lên. Lúc đó tự nhiên mình nhớ gì? Trời, nhớ chồng quá. Sao tu nổi? Chỗ đây mà quý vị mà ngồi nhớ vợ, sao tu được? Rồi cái người mà có tham ái á, mà dính mắt vào cái tâm nó, ở trong rừng nó sợ sệt lắm. Ở đó phải một tiếng đồng hồ, nó cũng giống như một năm trời vậy. Khó chịu một cảnh nhìn cái buổi tối ở rừng xuống là bắt đầu nó sợ sệt. Kinh khủng. Ở trong một khu rừng, nhất là khu rừng hoang vu nữa. Bây giờ ở một cái thời gian, thí dụ như quý vị mà ở được khoảng 7 ngày, qua 7 ngày tự nhiên nó buồn cô đơn. Tại từ xưa giờ mình nhiều chuyện quen rồi, chị ông này bà nọ mình cũng gọi điện thoại báo,
Ví dụ như ở trong chùa thôi, thấy thầy đây, thấy mấy thầy đây, mấy sư đây, nhìn thấy tướng hảo phong độ, ngoài đời ta nói đẹp trai, trong đạo nó hảo tướng. Chỉ cần mà thấy một cô Phật tử nào mà đẹp đẹp lại cúng dường cho vị sư đó, nói chuyện 15 phút là mình gọi điện thoại nói cho cô bạn: ê, tao mới thấy ông thầy đó nói chuyện với cô đó đẹp lắm, không biết cô đó ở đâu nữa. Coi chừng sư phụ mày á, coi chừng ma nữ vụ đó mày lại, mày nói sư phụ mày đi. Đó, nói chuyện của người ta, chứ không phải chuyện của mình. Là mình lật lật điện thoại, mình gọi điện thoại báo cáo cho Phật tử, đệ tử của vị thầy, vị sư đó rồi. Tại hàng ngày sau mình sống bằng cái tâm gì? Bởi cái tâm nó phóng dật chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia. Bây giờ vào trong người mình ngồi sao? Nó buồn, nó cô đơn. Điện thoại cũng không có, muốn tâm sự người này cũng không có. Nhất là ở đây nè, các Phật tử nữ. Chị em mà gần nhau á, một tiếng tâm sự chưa đủ. Một tiếng tâm sự chưa đủ. Có thể suốt đêm luôn. Cả đêm luôn. Bây giờ vào ở trong rừng, giờ buồn cô đơn, muốn tâm sự làm sao? Bởi chính do đó, muốn vào trong rừng để mà mình tu á, mình phải có gì? Có thiền định. Muốn có thiền định là gì? Giới chúng ta gì? Phải trong sạch. Từ cái giới đó nó mới năng được cái định, mới ở được trong một cái khu rừng. Bình thường á, mình ở chịu không nổi. Sư cũng xin báo cáo cho học viên. Sư cũng vô rừng tu cũng được một lần 7 ngày. Và nói rừng, nhưng mà là một cái trường thiền Panditarama ở trong rừng. Nhưng mà lên tu trong trường thiền á, thì có anh em huynh đệ đồng tu. Nhưng mà trong trường thiền á, là không có chỗ ghế ngồi. Ngồi thiền xong, mỗi đi kinh hành xuống ngồi thiền. Mà tu 7 ngày như vậy. Mà trong khu rừng về nằm trong phòng á, mệt quá là ngủ. Đi riết mà ngồi riết hai cái mông và cái chân của sư nó tê luôn. Và khi mà sư thấy cái cảnh rừng á, tự nhiên cái tâm của sư bắt đầu nhớ Việt Nam, nhớ thầy, nhớ bạn bè, nhớ Phật tử. Bây giờ về đây, bây giờ kêu sư đi dạy học soạn bài. Giống như bây giờ á, ngày hôm nay là cái ngày Chủ nhật, là sư phải đến lớp sư hướng dẫn, sư phải lo soạn tài liệu. Bắt đầu những cái thời gian bắt đầu sư soạn. Bây giờ ngày mai sư chùa sư phải làm cỏ, sư phải về này nọ, sư sắp xếp, rồi chuẩn bị lễ, rồi dạy chỗ này, thuyết pháp chỗ này, phải lo soạn tài liệu. Làm sao sư nhớ với người Phật tử này, Phật tử kia chi cho nó mệt. Còn nhiều khi mà Phật tử gọi đến sư á, cô A, cô B, cô C này nọ, thì sư cũng đâu có quan tâm để ý. Vừa nghe xong công việc, xong, đợi mãi xuống. Tới khi đi vô trong rừng sư ngồi đó, sư cũng nhớ cái Phật tử này cũng hờn trách sư, Phật tử kia cũng nói nặng nói nhẹ sư, trách móc, rồi Phật tử kia cũng này nọ. Rồi sư đi đến chỗ đó sao tự nhiên cái tâm mình nó vừa tỉnh chút xíu, bắt đầu nó nhớ ra hết chuyện này chuyện nọ chuyện kia. Thì lúc này sao mình làm sao cho cái tâm mình nó định tĩnh? Mà cuối cùng sư ở chỉ có một tuần chịu cũng không nổi nữa. Bởi vậy sư muốn khẳng định là một điều là gì? Không phải dễ dàng cho chúng ta sống ở trong rừng. Và chính kinh nghiệm của sư, mà sư có, sư muốn chia sẻ điều đó. Nếu như mà nhất là sinh viên cư sĩ này, nếu mà phát tâm mà ở trong rừng một mình, nhất là gì, nữ có chừng gì bị cướp hay có chừng bị hiếp dâm, đấy là sợ rồi, đúng không? Buổi tối mà chỉ cần mà mình đi ở đất Sài Gòn nữa thôi là mình sợ bị cướp giật này nọ rồi. Đừng nói chi vào ở trong khu rừng. Khu rừng là có thú dữ, rồi có gì cướp nữa, cướp bóc, những thứ cướp nó trú ẩn ở trong rừng. Hình như đó là mình thấy sợ rồi. Bây giờ tới khi mà các chú cư sĩ nam mà ở trong rừng gặp cướp, nhiều khi á, nó gặp mình cái nó giết mình luôn. Nó sợ phát hiện nó mà báo với công an cảnh sát, rất là nguy hiểm đến tính mạng. Đừng nói chi là cái tâm của chúng ta nó không được định tĩnh, rất là khó. Và cái hạnh tứ chính đó là hạnh cư ngụ gốc cây, gốc khá, mù lý càng gá. Cách phát nguyện chan năng bát tiết kha mí gốc khá mù lý càng găng sao mà đi già mí, có nghĩa là tôi xin khước từ chỗ che lọp
sinh thọ trì hạnh cư ngụ gốc cây. Mình nhìn những cái hình ảnh ở gốc cây mình thấy nó đẹp lắm. Mình thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi dưới cội cây Bồ Đề ngồi thiền, mình nhìn thấy rất là đạo vị. Chúng ta cũng từng bắt chước, chứ nghĩ rằng các thầy các sư cô đây cũng từng ngồi dưới gốc cây, cũng một cái thời gian ngắn ngủi nào đó, ít nhất cũng ngồi dưới gốc cây nhắm mắt 3 phút để chụp hình đăng lên Facebook, đúng không? Đúng không? Mà cuối cùng mình cứ cái cảm giác sao mình cũng ngồi dưới cái gốc cây á, mình thấy nó cũng an lạc. Bây giờ mình ngồi mình ở nhà, cửa này nọ kia, bắt đầu sự dính mắt của chúng ta rất là nhiều. Ở đây cũng có những quý vị Phật tử nào mà có cái 2 lầu, tới hàng ngày là sao phải dọn chùi đó. Bây giờ ở đây có những cái ngôi chùa mà chùa to Phật lớn, thì gặp thêm cái vị trụ trì thì khó chịu nữa, chúng ở không nổi. Bây giờ trụ trì sao phải chùi quét cái chính điện, rồi bắt đầu phòng ốc của tăng xá ni xá phải dọn dẹp, chùa nó rộng phải quét. Bây giờ nhà cửa quý vị ở đây, bây giờ thí dụ như khách đi, sư và các thầy các sư cô đi đến, quý vị đây Phật tử mời sư đi đến nhà, sư vô nhà sư nhìn trời bát, những chén bát ăn xong chưa chịu rửa, nhà dơ không chịu quét, bụi bặm tùm lum hết, rồi sao người ta quánh vào cái giá trị của mình, đúng không? Phải dọn dẹp này nọ. Mà hàng ngày á mà lo mà dọn dẹp này nọ, giặt quần giặt áo, quét nhà lau nhà này nọ, sư hỏi nhỏ quý vị, cái thời gian đâu để mình tu? Thời gian đâu tu? Mình càng buông bỏ chừng nào á, mình sẽ có những cái thời gian để mà mình tu tập. Thì buông bỏ hết. Ngồi dưới gốc cây, ở dưới gốc cây. Mà ở dưới gốc cây á, cũng chính sư là sư cũng đi đến Bồ Đề Đậu Tràng. Sư ngồi dưới gốc cây khoảng nửa tiếng đồng hồ, sư chịu không nổi. Tại sao chịu không nổi? Mũi nó chích nhiều quá. Đối với một vị tỳ kheo ngồi ở dưới gốc cây phải kham nhẫn. Phải kham nhẫn cái gì? Thời tiết nóng lạnh. Kham nhẫn về gì? Mũi mọc. Bây giờ mũi cắn chịu không nổi. Thấy cái đạo lực của tu của mình sao? Yếu. Bây giờ các thầy các sư cô á, bây giờ có những cái đôi lúc mình thấy cái cội cây Bồ Đề hay cây đa nó đẹp, bây giờ mình buổi tối thôi, mình ra đó mình ngồi phải một tiếng đồng hồ, mình nhắm mắt để mình an tịnh, chú tâm vào hơi thở vào, hơi thở ra, mới chú tâm được 5 phút là mấy con mũi nó bay oe 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 lại nó chích. Bây giờ cái mũi nó chích mình mà cái tâm mình nó không động được hay không? Rất là khó. Bắt đầu máu mình sao nó săn lên nữa, khó chịu, bực bội, đứng dậy, bỏ đi. Phải kham nhẫn. Mình đừng có nghĩ rằng tôi bố thí này nọ. Con mũi nó đâu có cần mình bố thí, đúng không? Đúng không? Con mũi có cần mình bố thí không? Mình không cần bố thí. Mình nói thôi bố thí mũi, tôi đâu cần bố thí. Tôi gặp ông là tôi nhào vô rồi tôi chích. Tôi không cần ông bố thí tôi cũng chích nữa. Nhưng mà mình nghĩ bằng cái tâm gì? Bằng cái tâm gì? Kham nhẫn. Kham nhẫn với những mũi mòng được không? Bây giờ mình ngồi chút xíu ở cội cây. Bây giờ mình ở trong phòng á thì nó ấm áp này nọ. Tới ngồi dưới cội cây khoảng sương xuống là khoảng cỡ 1 giờ sáng. Bắt đầu sương nó xuống, bắt đầu nó lạnh. Dưới cội cây mình phải lấy cái vào thời Đức Phật á, lấy cái bộ tăng già lơi á tròn đắp lên. Kham nhẫn với việc với cái thời tiết, đó là cái hạnh để tu. Còn bây giờ bước ra ngồi chút xíu chịu không nổi. Mà chính chỗ này là để cho chúng ta hiểu biết ghi nhận, nếu có một cái trường hợp nào mình muốn đặt những cái gánh nặng cuộc đời này đi xuống, đừng chạy theo cái cuộc đời nhiều quá,
hãy quay về chính mình, thì các anh em chúng ta sẽ rất là hạnh phúc, an lạc và tu tập dưới một cái cội cây, tâm rất là an. Còn bây giờ mình dính mắc nhà cửa này nọ là sao mình khổ. Ở Việt Nam nữa, bây giờ ở Việt Nam mà nhìn cái khuôn mặt mà giống như ở đây nè, đây, biết nhật đa số đây cũng khuôn mặt có tiền đó, ta nhìn mặt là khuôn mặt là biết có tiền rồi, ngồi dưới cổ cây thanh tịnh đẹp, nhưng mà coi chừng cái xì ke là nó đâm mình à, đúng không? Bây giờ những cái được thực tế, bởi vậy quá phức tạp. Chính đó cái tâm của chúng ta phải mãnh liệt sự tu tập, làm sao cho những người khác biết mình là gì, người gì, vô sản. Còn mà có tiền điện thoại, thí dụ như ngồi dưới gốc cây mà móc điện thoại iPhone, bây giờ iPhone 6S Plus sắp sửa ra iPhone 7, rồi chỉ cần mình cầm ngồi dưới gốc cây mà vắng một mình, coi chừng mấy thằng xì ke xì đa nó mò tới liền, không phải buông bỏ hết, mặc những cái bộ đồ quần áo bình thường, nó nhìn vào nó biết. Bây giờ giết chết cái người này cũng không có những tài sản có giá trị. Ví dụ như vào một thời Đức Phật, những cái vị tỳ kheo ni mà tu tập ở dưới gốc cây, mà đa số là tỳ kheo, mà tỳ kheo ni thì không có cho phép tu dưới những cái gốc cây, những khu rừng, thì coi chừng sao cướp bóc thì cái hình tướng của nữ nhi. Mà nhìn vào giống như bây giờ các thầy mà ngồi ở đó, đồng hồ cũng không có, dép cũng không có, chân không, cái áo mà áo nâu này nó bạc màu, giết thầy xong lấy cái bộ này bán được có nhiêu tiền, đúng không? Thì giết làm gì? Mô Phật để cho họ tu. Còn đây mình ngồi dưới cội cây mà đeo dây chuyền hay là thôi xong luôn. Và hạnh thứ 10 là cư ngụ chỗ trống, là ở ngoài trời. Ở ngoài trời là có thể lấy cái bộ y cà sa này mình che ngoài trời để ngồi đó tu. Và cái nắng Ấn Độ, cái lạnh Ấn Độ mà tu kiểu như vậy là kinh khủng. Bây giờ ở đây sinh viên nào chúng ta dám thử không? Lấy cái miếng vải che nắng ở ngoài trời, chúng ta ở một tuần lễ sống trong cái che miếng vải đó, trời nắng chang chang, 12 giờ trưa Việt Nam nóng tới 39 độ C, 38 độ C, chúng ta ngồi ở đó ngồi tu luôn, chỉ có miếng vải che ở trên thôi. Rồi đây thầy ở ngoài Hà Nội đúng không? Thầy nào ở ngoài Hà Nội? Rồi ở ngoài Hà Nội có những thời tiết bắt đầu nó rét, lạnh giá, vào ở trong phòng ngủ á mà đã lạnh chịu không nổi rồi, phải mở máy sưởi ấm, trời rét, che một cái miếng vải ở trên đầu, lấy y vắng lại, ngồi tu. Đó là gì? Đó là những cái hạnh, khổ hạnh. Tu để với một cái tâm gì? Để tập để buông bỏ, bớt cái tham dục. Và hạnh 11 là cư ngụ mộ địa. Cái hạnh cư ngụ mộ địa ở đây bây giờ chúng ta thấy càng hiếm nữa. Các vị tu sĩ tu ở trong nghĩa địa, và báo cáo nghĩa địa bây giờ xì ke ma tí cướp bóc ở nghĩa địa nó nhiều lắm. Rồi bây giờ mình tu ở nghĩa địa là sao? Mình phải đối diện những cái sự việc này. Bây giờ tâm chúng ta mạnh hay không? Tu nghĩa địa thì theo một cái tư tưởng Việt Nam mình á, nghĩa địa là sao? Ma nó nhiều. Đang ngồi nghĩa địa mà gió nó thổi, hai cây nó rớt, rồi sợ muốn chết, cái những cái da gà nó chạy ngược ngược dựng lên. Mà ông bà hồi xưa, mấy đứa con nít á, lúc hồi xưa mà còn nhỏ á, mà trời mà vừa chập tối khoảng 6 giờ á, là không cho mấy đứa nhỏ đi chạy ra ngoài sân chơi hay là đi đến những cái lùm cây. Sợ cái gì?
sợ ma nó nhập, nó giấu. Và theo cái tư tưởng của ông bà hồi xưa nó như vậy. Rồi bây giờ mình sống, mình gần những ở những cái nghĩa địa và những cái người mới chết. Và những người chết đó vào thời xưa Ấn Độ đâu phải là chôn cất đâu. Thôi sao? Họ thiêu đốt, rồi sao quăng vào nghĩa địa hôi thối. Nhìn cái tử thi đó và quán tưởng cái sình, cái phồng lên, cái nước vàng nó chảy ra hôi thối, bắt đầu những cái con giòi. Mình nhìn để quán để mình tu. Mình sống trong cuộc sống và gia đình, sáng thấy chồng mà chưa đánh răng mà lại hôn mình là mình sợ muốn chết rồi, đúng không? Nên anh muốn hôn em, anh đánh răng xong anh hôn chứ, mới thức dậy sao hôn. Bây giờ mình phải chứng kiến thì sao? Là những cái thân xác nó hôi dơ, nó sình ra. Ví dụ như trong cuộc sống mình thấy trời ơi, mái tóc của vợ đẹp quá, dễ thương quá. Tới khi nấu ăn, cái sợi tóc này nó gớm vào trong cái tô canh, sao thấy gớm quá. Nhưng mà bây giờ mình phải quán tưởng, sống trong bộ địa những cái thay, cái dơ nó dòi ra như vậy, phải quán chiếu một cái mùi hôi của nó. Đó. Bây giờ chúng ta sống thấy nó dính mắt nhiều quá. Dính mắt chồng, dính mắt con, dính mắt vợ. Những cái đôi lúc chúng ta sao phải tập để buông bỏ. Bây giờ dính mắt nhiều mà sao mình khó nhiều. Tu cái theo hạnh nghĩa địa này, lúc nào bị chồng chửi lật đật dám ra nghĩa địa ngồi mình không? Có không? Nó bị khùng mới dám đi ra nghĩa địa ngồi chứ. Tại sao cái này á, nó không cho phép cho những cư sĩ nữ và các sư cô thì kheo ni để tu cái hạnh này. Vì cái nơi cái nghĩa địa này là cái chỗ đó gì rất là phức tạp. Mà thời xưa mà trộm cướp này nọ rồi, thì những cái nơi nghĩa địa là nơi ẩn trú. Tại vậy mình tu á, mình gặp mấy những cái chỗ này sao là mình phải tránh né những cư sĩ nữ và tỳ kheo ni. Còn các vị tỳ kheo mà tu đó thôi, các vị thầy, các vị sư, vị sư nào mà chỉ cần một phát nguyện mà tu ở trong nghĩa địa tại thiền viện Phước Sơn thôi, tại cái chỗ đó chùa Phước Sơn có cái nghĩa địa kế bên, cái nghĩa địa chùa Phước Sơn là cái chỗ đó là sao nó vắng tanh này nọ, nó kinh khủng lắm, trộm cướp nó cũng nhiều nữa, âm binh nó cũng âm binh chết và âm binh sống nó cũng nhiều luôn. Hồi sợ nhất là âm binh sống á. Bây giờ ở đây các thầy và quý sinh viên nam cư sĩ, ai phát nguyện tu 7 ngày ở nghĩa địa tại chùa Phước Sơn, tại vì chỗ đó sư mới kiểm tra được, ở 7 ngày tu đó sư cúng dường 2 triệu. Ăn uống sư hàng ngày, buổi sáng buổi trưa, nếu nhu cầu cần buổi tối sư cúng dường ngày 3 bữa luôn. Có ai phát nguyện không? Tại vì cúng dường 2 triệu sư phải quan sát sư có người để điều ra điều lại xem là thật sự ở nghĩa địa hay không. Có ai không? Dưa tay lên. Cái này sư nói được, sư làm được, sẵn sàng sư cúng 2 triệu. Cũng xin thưa rằng là cũng tâm sự với anh em á, là đối với Phước Toàn là 2 triệu là một số tiền nó lớn dữ lắm rồi. Lớn kinh khủng lắm. Có một cái ông sư đại, cái này cũng kể chuyện vui về tiền chút xíu. Có ông sư đại lại gặp Phước Toàn mượn 500 ngàn. Cái Phước Toàn cũng mặt cũng tỉnh vậy đó. Cái Phước Toàn mới trả lời rằng á, nói sư đệ ơi, cái này nói chuyện vui vui thôi nha. Nói tôi tu rồi, tôi không có vợ, không có con. Tôi coi tiền tôi nó giống như vợ tôi vậy đó. Có đời nào mà đem vợ mình cho người khác mượn không? 500 ngàn mà còn không cho mượn nữa đó. Thôi đừng nói chi là cúng 2 triệu. 2 triệu là lớn lắm rồi. Nên các thầy chỉ cần một phát tâm lên, mà ở trong nghĩa địa chùa Phước Sơn 1 tuần, ăn uống chi phí cúng dường Phước Toàn lo hết. Thế là im hết liền thôi. Không phải dễ, khó lắm. Và hạnh thứ 12 đó là hạnh chấp nhận chú sứ chỉ định. Cái chú sứ chỉ định ở đây có nghĩa là chỉ định mình cái chỗ ở như thế nào,
thì mình ở như thế đó, không đòi hỏi. Và đa số thì chúng ta sao có sự đòi hỏi rất là nhiều. Bây giờ mình đi đến, mình nhìn vô cái phòng á, nóng, mà không có máy quạt, không có máy lạnh. Nói bạn ơi, tôi quý bạn lắm, bây giờ tôi đi đến tôi thăm bạn, bạn mời tôi ở, thôi bây giờ tôi xin phép tôi ra khách sạn tôi ngủ. Tình thì quý, nhưng mà khách sạn ngủ có máy lạnh, có wifi. Còn tình bạn mình ngủ đây, máy quạt nóng quá chịu không nổi, tối mất giấc ngủ của tôi. Bây giờ mình tu á, đi đến gặp bạn bè mình, bây giờ họ chỉ cho mình cái chỗ đó mình ngủ, cho dù nó nóng khó chịu, mình là người Phật tử, mình hiểu biết được Phật pháp, thôi mình cũng ngủ. Ở đây mà quý vị nào mà về miền Tây, tối vào miền Tây mà vừa sập tối xuống bắt đầu nó mũi, mũi li nhí, bắt đầu sau nó đốt, nó chích chúng ta. Anh ơi, anh ngủ lại một đêm ở nhà của em, tình cảm. Em ơi, tình cảm thì anh ghi nhận, tôi cho anh xin phép ra khách sạn ngủ đây, cách đây 10 cây số, anh cũng cố gắng anh đi. Vậy một cái chỗ mà cư ngụ á, mình nói nó dễ nhưng mà sao nó không có đơn giản. Bây giờ thí dụ như á, mình đi ra ở nước ngoài, mình sống một cái chú xứ mà không thích hợp để mình ở cái chỗ ở, là cái tâm chúng ta sao nó rất là dễ gì bệnh hoạn bệnh tật. Phải có cái gì, phải có cái tâm lớn. Vì những người mà tu cái hạnh 13 hạnh đầu đà này là những vị đó phải có sức khỏe, cũng có gì cái duyên lớn. Chứ không phải là mình nói dễ nhưng mà tu sao nó khó lắm. Và cái hạnh cuối cùng là hạnh thân ngồi nề sách chỉ cần gã, gọi là hạnh ngồi không nằm. Cách thọ trì, được thọ trì bằng cách phát nguyện: tôi giữ hạnh ngồi không nằm, hoặc tôi sẽ không nằm. Ba cấp bậc, bậc thượng không được dùng một chỗ tựa lưng, hai dây nịch lưng. Bậc trung được dùng bất cứ thứ nào trong những phương tiện ấy. Bậc hạ được dùng một chỗ tựa, một băng vải, một nịch lưng, một gối nhựa. Lợi ích: thói lười biếng bị cắt đứt, dễ chú tâm vào đề tài thiền quán, dễ tinh cần tinh tấn. Cái hạnh này là đa số theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy, vào ngày rằm tháng giêng hay rằm tháng tư thì chùa sẽ tổ chức cho chư tăng ni và Phật tử sẽ thọ đầu đà suốt đêm, một đêm không ngủ, bằng cách là chúng ta đi đứng ngồi mà không nằm. Nhưng mà có một số người á lớn tuổi thì không thể nào thực hành bậc thượng được, chỉ thực hành bậc trung hay bậc hạ. Đa số là gì, bậc hạ là kiếm một cái ghế ngồi để dựa lưng vào. Thì lúc còn nhỏ sư cũng đã từng thực tập về cái pháp môn này, và chỉ thực hành vào rằm tháng giêng với rằm tháng tư thôi, chứ đừng hiểu lầm là tới bây giờ là sư cũng thực hành luôn, không có. Tại vì những cái này nó cực kỳ là khó, nó không phải là dễ. Nhưng mà đôi lúc chúng ta phải cố gắng để thực tập, chúng ta phát nguyện để cho chúng ta có một cái tinh tấn để mà tu tập. Nhưng mà làm ơn làm phước thực hành đầu đà một đêm không nằm, là chúng ta ngồi để tu, chứ không phải là phát nguyện một đêm không nằm để ngồi để đánh bài nha, đúng không? Và đây có một cái sự kiện rồi, là có người đánh bài từ tối đến sáng không nằm luôn, ngồi quýnh. Từ tối đến sáng ngồi quýnh bài, chỉ cần vệ sinh thì đi vô toilet, vừa xong là lặt đặt chạy ra hỏi câu bài của tôi nó như thế nào, sợ người ta sao lường gạt đổi bài. Quýnh từ tối đến sáng không nằm luôn, chỉ cần ngồi quýnh luôn, ngồi quýnh bài. Cái này á, nó cũng thuộc tinh tấn, nhưng mà tinh tấn gì? Tà tinh tấn, chứ không phải là chánh tinh tấn. Nếu như chúng ta ngồi thiền, chúng ta tu tập,
ngồi thiền tứ niệm xứ hay ngồi thiền thiền định, một đêm không ngủ, thì lúc này cái tinh tấn này gọi là gì? Chánh tinh tấn. Chứ một ngồi một đêm quýnh bài thì sáng mai tới 7 giờ sáng rồi ngủ quýnh tiếp nữa. Thế sao? Cái tinh tấn này nó tà tinh tấn, và những cái pháp bất thiện á, nó có một cái sức hút rất là mạnh liệt. Rồi tới bây giờ có những người họ đam mê đá banh, mà những cái trận mà đá banh đó, đá toàn là giờ phía không đúng không? Bắt đầu giờ phía ngồi để coi đá banh. Và bình thường mình làm biếng lắm, tới khi mùa đá banh cái bắt đầu ngồi làm một cái nồi cháo. Để làm nhất là một cái những cái thực phẩm đồ ngon không, để thức hôm thức khuya mình mệt để có cháo tẩm bộ. Ở trận banh mình nó lên nó đá bắt đầu ngồi, mình ngồi mình xem đá banh mà thức hôm như vậy á, nó cũng thuộc gì? Tinh tấn. Nhưng mà thuộc cái gì? Tà tinh tấn. Nói 4 giờ sáng thức dậy để tụng kinh, 3 giờ rưỡi thức dậy để đánh răng súc miệng vệ sinh, 4 giờ tụng kinh, tới 4 giờ ngủ mất tiêu, mở mắt ra tới 7 giờ 8 giờ sáng mới thức. Đó là gì? Sự biến nhát trong thiện pháp. Thì ở đây để cho chúng ta có sự tinh tấn ở trong thiện pháp, để mà cố gắng để gì? Để cố gắng để tu. Chúng ta không có nằm ngủ, và đa số chúng ta nằm ngủ sao quá nhiều rồi đúng không? Rất là nhiều. Nhưng mà những cái đi đứng tứ đại quay nghi của chúng ta sao? Nó phải quân điều lại. Còn có những, vào thời Đức Phật có một vị tỳ kheo, cái vị tỳ kheo này đi kinh hành á rất là nhiều, cũng không có ngồi, cũng không có nằm, đi vào trong rừng khúc cây cứ đi kinh hành hoài, đi qua đi lại, chú tâm chánh niệm, tinh tấn tinh cần. Về cái ngũ lực tính tấn niệm định tuệ, năm cái này sao phải quân bình. Bây giờ cái tinh tấn nó nhiều quá thì những cái khác sao nó sẽ thụt lùi xuống. Và năm cái quân bình chúng ta sao mới giác ngộ được. Thì lúc này Đức Phật ngài mới xuất hiện, mới hỏi vị tỳ kheo là trước khi xuất gia cái vị tỳ kheo này làm cái nghề gì. Thế bạch Thế Tôn, lúc trước là con là gì? Là người đánh đàn. Bây giờ con, khi mà con đánh đàn như vậy mà con kéo cái dây đờn á, mà nếu mà nó thẳng quá là như thế nào? Khi mà thẳng quá mình đờn cái dây đờn sao? Nó đứt. Bây giờ mình kéo cái dây đờn á, mà nó sao? Nó dùng quá thì sao? Đờn nó không có nghe hay. Bởi vậy căng cái dây đờn làm sao nó vừa. Thì lúc này vị tỳ kheo đã tu tập về tính tấn niệm định tuệ, quân bình lại, chứng đắc được đạo quả. Và đa số chúng ta xem lại trong 13 pháp hạnh đầu đà này, mình nhìn lại bản thân mình để mình tu tập được pháp môn nào. Bây giờ mình chưa tu được pháp môn nào hết, nhưng mà chúng ta hiểu, chúng ta biết được ý nghĩa. Bây giờ những cái thức ăn thực phẩm chỗ ở chúng ta gì, bớt cái dính mắc lại. Người đa số là dính mắc lắm. Lúc ở dưới miền quê của xưa thì có những cái ông bà già xưa cũng rất là khó chịu. Có một đứa cháu mà chỉ cần kêu mà bưng nước đem đi đến uống á, mời ông uống nước, thì ông kêu để ở trên bàn, giờ đặt xuống bàn xong hỏi đứa cháu á, cái nước này là nóng hay lạnh? Dạ thưa ông, nước nó lạnh. Ông lấy nước ông đổ xuống. Hỏi sao vậy? Tại mày biết lạnh, mày lấy cái tay mày thọc vô cái ly, mày biết mày mới lạnh. Nên hồng ngủ. Bắt đầu á, hỏi nước này nóng hay lạnh? Nước nóng. Thì cũng đổ rồi sao? Mày thò cái tay này vô mày biết là gì nóng? Hay là mày nếm trước mày mới biết? À bây giờ đưa đến hỏi. Nó nói sao? Dạ ông xem coi nóng lạnh. Thì ông biết chứ con không biết. À lúc vậy ông chịu. Ủa? Tại sao từ cách những cách ăn uống này nọ thành ra nó khó chịu. Rồi những người mà già lớn tuổi, đây để nhìn mặt, đây có cụ đã già lớn tuổi, nhớ làm ơn làm phước. Tới khi mình già mình lớn tuổi rồi á, cái tâm mình sao phải dễ dãi ra.
Bây giờ mình khó chịu về ăn uống chỗ ở, bây giờ mấy đứa con cháu á, nó chăm sóc nó lo mình sao? Nó bỏ nó trốn hết. Khi già lớn tuổi, và Đức Phật Ngài dạy một cái bài pháp đầu tiên là tứ diệu đế. Thứ nhất là gì? Là khổ đế. Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Già là khổ, giờ sức khỏe này nọ mình cũng đâu còn trai trẻ như xưa. Bây giờ để đi làm công nhân, già lớn tuổi vậy ai mà nhận để làm công nhân? Đi làm thợ hồ sao làm thợ hồ được? Vì mình sống mình nhờ con cháu. Bởi vậy chỗ ăn chỗ uống sao mình phải cái tâm gì? Phải nhẹ nhàng, quan hỷ. Nó thâm đến thì mình mừng, nó không thâm thì thôi. Mà chính chỗ đó sao chúng ta phải học về cái cách để tu tập. Và đừng có tin tưởng mấy đứa con mình nhiều quá. Thì có một cái câu này sư đọc cũng hay lắm. Sư cũng muốn chia sẻ cho những học viên lớn tuổi ở đây của cư sĩ. Và khi bây giờ có con, có cháu, có dâu, thì có một cái câu nói nè: dâu thảo con hiền không bằng bà già có tiền. Tới khi mình già cả rồi á, bây giờ dâu thảo con hiền, những cái tài sản của cải mình cho nó hết rồi á, bây giờ mình muốn đi vào chùa, mình muốn ăn uống cái này cái nọ cái kia, nó không cho. Xin nó không cho. Còn nó cho thì nó nặng nó nhẹ. Bởi vậy già là khổ, nên thôi tôi thủ tiền cho chắc ăn. Tin tưởng mấy đứa con cháu nó khổ nữa. Và cũng vào thời Đức Phật, có một vị bà La Môn, khi mà vợ chết có 10 đứa con, mà các đứa con mới nói rằng: cha hãy chia những cái tài sản này, rồi các con sẽ đi làm được phụng dưỡng với cha. Khi chia hết những cái tài sản, cái người cha đi đến, con trưởng, con cả. Bắt đầu á, con dâu mới nói rằng á, là cha chia tài sản của cải đồng nhau hết, mà cha ở lâu như vậy phiền quá. Cơn buồn đi đến con trai thứ hai, ở 7 ngày cũng bị con dâu nói như vậy. Ở hết mấy đứa con trai qua mấy đứa con gái. Rồi bắt đầu mấy đứa con gái cũng nói là cha chia tài sản cũng giống nhau hết. Cha ở cho con cũng nghèo khổ quá, sao con nuôi cha nổi. Cuối cùng sao? Phải sống ngoài đường và gặp Đức Phật để xin vào chùa để đi tu. Nên cái chùa nó hay lắm, chùa là của chung mà, đúng không? Bị con bỏ cũng vô chùa, bị người yêu bỏ cũng vô chùa, trốn nợ cũng vô chùa. Cái chùa nó hay vậy đó, khùng khùng điên điên cũng vô chùa luôn. Về chính cái chùa của sư cũng xin kể nha. Chùa sư cũng có một bị sư cô cũng bị khùng, tưng tưng vậy đó. Mấy Phật tử vô nó nói sư cô này, tại sao sư cô này, sư cô nọ, sư cô kia. Tự nhiên mình đi đòi hỏi người ta phải tu hành trong sạch, tu hành tinh tấn giống như bạc chân tu vậy đó. Cứ bắt đầu sư mấy nọ hỏi cô Phật tử: cô biết về cái cô tu nữ này không? Có biết không? Bây giờ sư hỏi cô nè, cô là một cái người đi làm ăn, cô có dám mướn cái người khùng đi giúp việc cô không? Cô trả tiền lương không? Cũng không. Bây giờ cô là người con gái, biết cái thằng đó nó bị khùng, cô dám yêu lấy người đó làm chồng không? Cô cũng không. Bây giờ sao? Nghèo khổ, người yêu không ai yêu mình luôn, mướn rồi không ai thuê. Ê, chỉ có nước gì? Vô chùa tu. Tôi vô chùa tu mà gặp sư cũng nói chuyện trên trời dưới đất dưới mây á. Ở kêu cái này thì làm chuyện khác, cái sư múc ra 50 ngàn, con gán làm quét cỏ, làm cỏ đi, sư cho con 50 để đi ăn. Ok, 50 là nghe liền. Mà không có 50 là nó chửi sư luôn. Mình biết vậy, cái người mà giờ nó chửi mình sao mình cũng im. Và phải cái những cái người mà mình tu rồi á, mình học được cái Phật pháp á, mình sao mình phải đem vô áp dụng để mình tu, để mình kham nhẫn để mình tu. Mình gặp mấy người khùng rồi thôi, họ nói này nọ mình im. Ví dụ như ở đây các thầy các sư cô, cái sinh viên chút xíu đi ra ngoài đường nghe chăng đèn xanh đèn đỏ, có một người nào khùng khùng điên điên bộc bờ nó quay ra nó chửi mình, nó trời thầy chùa này chạy xe này nọ ăn mặc này nọ, còn người kia nó gặp cô này nó ăn tôm tứ được khùng khùng, cái nó vừa chửi xong cái nó ca từng nó chửi mình xong nó ca, cái mình thắng xe xuống nó: ê mày, tao có đụng chuyện gì mày, tao chửi cha chửi mẹ mày không, mày chửi tao. Mình thắng xe xuống, mình giải thích với nó là sao mình còn khùng hơn nó nữa, đúng không? Nó biết nó khùng nó chửi mình thôi, mình im mình chạy đi chứ mình thắng xe xuống mình giải thích làm chi. Chứ bây giờ cái sư cô mà không có 50 ngàn mà kêu cổ chửi sư thì sư nín.
Bây giờ cô muốn cho cổ im thì mình lấy vô trong phòng, mình lấy 50 ngàn ra cô giúp giùm cho sư. Trời ơi là thánh tăng liền, số 1 liền. Đúng không? Và chính ở đây là sư muốn chia sẻ cho quý vị về cái ngày hôm nay, đó là nói về 13 hạnh pháp đồ đà. Mình học kiến thức là một phần, nhưng mà mình sẽ cố gắng gì? Áp dụng cái này trong đời sống tu tập của mình. Mình áp dụng được cái nào? Nó hai cái đó. Thôi chúng ta nghỉ sớm. Chúng ta hồi hướng luôn. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo.